tài sản của 2.153 tỷ phú giàu nhất thế giới, khiến cán cân chĩu xuống so với gia tài của 4,6 tỷ người dân khác. Tác giả của báo cáo cũng đặt giả thiết, nếu tài sản của mỗi người được đổi thành các tờ 100 đô la Mỹ và xếp chồng lên nhau để ngồi, thì hầu hết mọi người sẽ ngồi dưới sàn nhà. Một người trung lưu của một quốc gia giàu có sẽ ngồi trên chiếc ghế cao, còn hai người đàn ông giàu nhất thế giới sẽ ngồi ngoài vũ trụ. Một mặt, chúng ta thấy các tỷ phú đang tụ họp lại tại Davos với máy bay cá nhân, máy bay phản lực cá nhân và lối sống xa hoa tột độ của họ. Mặt khác là những người phụ nữ hàng ngày làm việc cực nhọc nhưng lương lại thấp thậm tệ. Chúng ta cần thay đổi điều này, chấm dứt sự bùng nổ tỷ phú này. Báo cáo nhấn mạnh rằng nếu 1% những người giàu có nhất trên thế giới trả thêm 0,5% tiền thuế trong 10 năm, số tiền này sẽ tạo ra 117 triệu việc làm mới trong các lĩnh vực như giáo dục và y tế. Hồi đầu tháng, Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ thế giới IMF Kristalina Georgieva cho biết các nhà hoạch định chính sách nên cân nhắc việc đánh thuế lũy tiến. Điều này có thể nâng mức thuế với nhóm người giàu nhất. Bản thân tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft mới đây cũng cho rằng người giàu Mỹ đang được ưu đãi quá mức cần thiết và giới tỷ phú nên đóng nhiều thuế hơn. Tuy nhiên, quan điểm này vẫn mang đến ý kiến chia rẽ giữa các tỷ phú Mỹ.